mình đừng chụp hình nhé. Anh ơi, người không chụp hình giúp em. Dạ, mình không. Anh quay trên đường ở chỗ. Anh chị ơi, mình giải tán bố có đi không? Thank you.
mình là bạn không thấy nha. Tiếp đi, tiếp đi. Sao vậy? Sao hồn quá vậy? Vô đây mình tấu hài mà. Trời ơi, sao bên trong lại một chim sa vậy? Sao có đâu còn áo dưới? Tiểu phẩm nào đó, tiểu phẩm gì? Tiểu phẩm là một ngang ngang. Dạ không. Ê, ba. Tiểu phẩm. Tiểu phẩm. Ê, giờ này con biến vậy đó em. À vậy hả? Cái chú quá luôn á. Rồi, dạ. Tự nhiên chuyển qua làm gì vậy? Bây giờ làm qua đây chụp hình mình vậy nha. Chào mọi người. Ừ. Dạ đó. Rồi, có phỏng vấn gì không? Đáp với Jun, nói nghe nè, hello Besty. Hello Besty. Ủa? Ai? Hello Besty. Besty à? Ừ. Besty, à cái báo Besty. À. Hello Besty. 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 Hello Lưu Hà Trinh và chú rể Khoa, anh Khoa cũng là Khoa, rất là vui cho hai bạn. Thì phải hôm qua Dung nói là cái tin đọc xong thì Dung rất là tỉnh táo. Huy đúng rồi, Huy là người rất là tỉnh táo, hôm qua Dung tỉnh táo lắm. Hôm qua là Dung có quýnh cô dâu của bạn bạn, đâu anh mày. Thôi chứ hôm qua là Jun rất là rút kinh nghiệm sau nhiều lần thương đau, ngủ qua bãi biển và ngủ qua sàn đất. Thì qua Jun đã ngủ nhưng mà sang hơn là trong khách sạn. Thật ra chúng tôi không có ngủ luôn mọi người, chúng tôi là những người anh, những người em, những người đồng nghiệp thân
Đúng. Nên hai bạn cùng nhà không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng là đám cưới cùng ngày cùng tháng cùng năm, nên gửi thiệp chúng tôi cũng rất là khó xử. Nhưng mà cũng may là Nhi có một cái buổi trước đó một ngày cũng đơn giản một cách hoành tráng, hai lần giật cách làm trộn mọi người coi mọi người thấy mà. Dạ. Thì nhờ vậy mà Chun với Huy cũng bèn đôi đường đến đây được cũng mừng lắm đó. Chứ mà bỏ một trong hai thì rất là thấy có lỗi. Nói chung là sao cũng được, chúc cho Nhi và Tú giống như là chúc cho Trinh và Khoa sẽ trăm năm hạnh phúc và mãi mãi răng long đồng bằng. Vậy hả? Đúng rồi, hai người có gửi lời gì? Ủa? Tháng sau tới sau luôn. Tôi nhớ là anh Đức được. Anh Đức tháng tới nữa. Vậy thì mình đi thôi. Mời mình đi thôi. Mà chỗ này là show là không nhiều. Cả tuổi xuân chúng tôi chỉ là để ăn cưới thôi. Nói gì nữa, thấy chúng tôi không? Người ta còn chọn một hai chúng tôi mới đi. Chúng tôi đi 4 đám cưới liên tiếp. Để ăn đồ ăn cũng ngon. Ngon vậy. Cả ngày đây ế show quá. Rồi. Đối với chúng tôi hạnh phúc là hành trình. Đúng rồi. Đối với tôi hạnh phúc là hành trình mọi người. Đáng hành trình chúng tôi bắt đầu điểm xuất phát thôi. Nói gì vậy? Nói chung là cưới là một niềm vui nếu như mà mọi người kiếm được một nửa của mình đúng không? Nhưng mà thực ra không biết có gì sao chứ đối với Chun là hạnh phúc là phải tận hưởng hiện tại. Hai anh em rất là thoải mái đi ăn đám cưới, đi ăn chùa, đi ăn giật mà rất đi ăn chùa, đi ăn giật mày nói vậy ai dám mời mày nữa. Ê, wow. 20.000. Hết miếng rồi, nó cạn miếng rồi đó. Bye bye mọi người. Hết. Đâu rồi? Đám cưới.